Xin chào các bạn, chào mừng đã đến với TechMag, mình là Hồng Nhi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về chủ đề đó là G7 ThinQ và V35 ThinQ, một LG đang thật sự hoảng loạn. LG trước đây thì đã từng được coi là một tượng đài riêng của thế giới di động khi mà xét đến khả năng sáng tạo, có được sự khác biệt so với phần đông các nhà sản xuất còn lại trên thế giới di động. Tuy nhiên thì điều đó đã không còn đúng với hình ảnh hiện tại của công ty Hàn Quốc nữa. Dù vẫn thường xuyên góp mặt vào danh sách những nhà sản xuất di động có được những cái mẫu điện thoại cao cấp, chất lượng tốt, đắt tiền, nhưng mà một hình ảnh LG đầy YOLO như trước đây một năm đã không còn nữa, mà thay vào đó thì là một cái hình ảnh LG đầy hoảng loạn mà nhiều lúc thì không ít người dùng lẫn chuyên gia đều phải lắc đầu ngán ngẩm và cũng không hiểu tại vì sao bây giờ thì LG vẫn còn muốn sản xuất điện thoại nữa. Bộ đôi flagship G7 ThinQ và V35 ThinQ vừa ra mắt chính là những minh chứng rõ ràng nhất cho việc LG dù vẫn đang muốn bám víu lấy mảng di động nhưng mà đến chính bản thân họ còn không biết mình phải làm gì với nó nữa. Mảng điện thoại của LG trong vài năm trở lại đây thì vô hình chung đã trở thành gánh nặng cho tập đoàn Hàn Quốc, trong khi những cái mảng kinh doanh chủ chốt khác như là thiết bị gia dụng nè, linh kiện điện tử, vật liệu hay là hóa học đều đang thành công rực rỡ bao nhiêu, với khoản lợi nhuận lên tới cả tỷ USD thì mảng di động của công ty trái ngược lại hoàn toàn, càng ăn hại bấy nhiêu khi mà quý làm ăn gần nhất của họ tiếp tục đốt hàng trăm triệu USD một cách vô nghĩa. LG lý luận rằng là đã đưa ra những cái mẫu điện thoại cao cấp trong quý đầu tiên của năm nay. Tuy nhiên thì điều này thực tế cũng chỉ để lấp liếm cho sự thất bại của chiếc V30S ThinQ, siêu phẩm đầu tiên của LG đánh dấu sự có mặt của một cái thương hiệu với nhấn mạnh vào AI, nhưng mà bị đánh giá khá là tệ hại ở hầu hết cái tính năng đóng mát AI đi kèm cùng một thân hình đó là bình mới rượu cũ. Bên cạnh đó thì mức giá chát chúa lên tới cả nghìn USD ngay tại thị trường nội địa Hàn Quốc cũng càng chỉ tô điểm thêm sự thất vọng dành cho công ty này, khi mà chỉ hơn được chiếc V30 tiêu chuẩn ở một điểm duy nhất, đó là dung lượng bộ nhớ, nhưng mà mức giá thì lại tăng lên tới 1/3. Hay lắm LG. Và rồi đến chiếc G7 ra mắt thì người ta đã nhìn thấy một LG thật sự mất chất. Mặc cho những cái lời bào chữa không mấy thành khẩn về việc công ty đã nghĩ ra thiết kế tai thỏ trước cả iPhone 10, thì đến bây giờ câu chuyện ai sao chép ai đã trở nên quá rõ ràng. Mặc cho những cái tính năng của chiếc G7 này phần lớn vẫn là ở cái mức tốt, nhưng mà những cái ác cảm về một cái thiết bị ăn nhái kiểu dáng của một công ty khác đã dần xâm chiếm lấy tâm lý không ít người dùng lẫn cả những cái chuyên gia, và càng tệ hại hơn khi mà cái suy nghĩ đó lại nhắm tới một cái công ty nổi tiếng sáng tạo như là LG. Một sự kiện giới thiệu G7 không kèn không trống, quy mô kém hơn hẳn so với những cái màn trình diễn của người tiền nhiệm đó là G6 hay là bất kỳ một cái chiếc flagship LG nào khác trước đây, đã cho thấy một LG nhạt nhẽo như nước ốc, không còn chua ngọt đậm đà như những năm trước nữa. Bên cạnh đó thì người ta đã từng kỳ vọng vào một cái bộ mặt đầy mới mẻ của LG khi mà những thông tin khai tử chiếc G7 đầu năm nay đã nở rộ cùng với một bản mẫu tai thỏ đầy tranh cãi, nhưng rồi lại thất vọng cùng cực khi mà chiếc bản mẫu đó lại trở thành sự thật. Chỉ một cái động thái ngược đời như vậy đã cho thấy là sự rối loạn trong nội bộ của chính LG hiện tại. Ít ra thì LG thất bại trong quá khứ là bởi vì họ không kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm. Vậy thì cho đến bây giờ, khi mà sự sáng tạo của họ đã biến mất cùng với những cái dấu hỏi to đùng vẫn còn đó về chất lượng thiết bị, thì liệu là LG có còn hóa rồng được như xưa nữa hay không? Câu trả lời thật sự rất là khó, bởi vì không ít người hiện tại đã sẵn sàng cười vào mặt một cái vị quan chức cấp cao của LG khi cho rằng G7 sẽ đem về tiền lãi cho họ khi mà kết thúc quý 2 trong năm nay, tức là sẽ được công bố vào khoảng cuối tháng 6 và giữa tháng 7 tới. Bên cạnh đó thì sự hoảng loạn trong chiến lược sản phẩm của LG vẫn còn nằm ở chính chiếc flagship mới nhất mang tên đó là V35 ThinQ mà họ vừa ra mắt mới đây. Thật sự rất là khó để có thể hiểu vì sao một cái hãng công nghệ lớn như là LG lại có thể đưa ra một cái quyết định tệ hại như vậy. Sony đã từng bị chỉ trích rất là dữ dội về việc là ra mắt liên tiếp hai flagship trong cùng một năm, khiến cho người dùng Xperia luôn cảm thấy là bị lỗi thời. Và giờ thì tới LG cũng nâng tầm sự khó hiểu đó lên một cái đỉnh cao mới. Thay vì nửa năm như là Sony thì sau chiếc G7, LG chỉ cần có 3 tuần để ra mắt chiếc flagship tiếp theo trong năm, được mang tên đó là V35 ThinQ. Vậy thì lý do gì để khiến cho LG phải làm như vậy? Không thể có một cái chuyện công ty đa quốc gia và một cái bộ máy marketing khổng lồ như LG lại không tính tới được vấn đề trên, mà thay vào đó thì có lẽ sự tác động lại nằm ở chính các đối tác liên kết kinh doanh phân phối sản phẩm của họ. Chẳng phải là có một cái nơi nào đó cảm thấy là ngứa mắt với chiếc tai thỏ của G7 và khiến cho công ty phải ra mắt một cái sản phẩm mới thay thế nếu muốn chung đụng với những cái nhà mạng ở khu vực đó hay sao?
Có lẽ là chính ông lớn viễn thông Mỹ AT&T đã khiến LG phải làm như vậy. Thay vì phát hành tại Mỹ thì LG G7 lại bị hủy bỏ và thay thế bằng V35 ThinQ. Thực tế, hai chiếc điện thoại này gần như giống hệt nhau về bộ đồ lồng. Và chỉ khác nhau duy nhất là ở chiếc V-Series mới nhất này thì lại khoác một chiếc áo cũ của người tiền nhiệm là V30 mà thôi. Như vậy thì chỉ trong vòng hơn 2 tháng thì LG đã cho ra mắt tới 3 chiếc flagship khác nhau. Họ có thể lý do rằng là việc thua lỗ là vì chưa ra mắt được flagship để cạnh tranh cùng lúc với những cái đối thủ. Nhưng mà cuối cùng thì chính họ lại là công ty ra nhiều điện thoại cao cấp nhất trong nửa đầu năm nay. Ra quá nhiều máy trong một cái phân khúc giá cao vốn đã rất là kén người dùng. Cộng với việc thị trường phân phối cũng không phải nhiều thì việc là gà nhà đá nhau là điều không thể không xảy ra. Khi mà nơi đổ bộ của chiếc G7 và V35 thì cũng có khá là nhiều địa điểm giống nhau như là châu Âu hay là Đông Á chẳng hạn. Và đó chắc chắn sẽ là một cái điểm không mấy tốt đẹp cho LG, bởi sự sai lầm trong phân phối sản phẩm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của họ khi mà phải tốn gấp đôi chi phí marketing cho một nơi nè. Nhưng mà cuối cùng thì chỉ một mẫu là bán được mà thôi, bởi vì người dùng đâu thể có một cái lý do nào đó là phải sở hữu cả hai chiếc điện thoại cao cấp cùng một lúc. Nói tóm lại thì dù chưa thấy có điều tiếng gì về chất lượng phần cứng trên điện thoại của mình trong những ngày đầu năm vừa qua, nhưng mà có thể thấy là LG đang đứng trước nguy cơ bị rối loạn thực sự khi mà chính sách sản phẩm của họ bị chồng chéo cục bộ, thiết bị sau thì dẫm chân thiết bị trước. Và những bước đi đầu năm nay của LG dù đã được thay máu khá là triệt để cho đội ngũ lãnh đạo mảng di động, nhưng mà lại vẫn đang cho thấy một cái LG chưa hề ổn định một chút nào trong chiến lược sản phẩm của họ. Thế giới công nghệ thì đã rất là thất vọng với màn trình diễn nhạt nhòa của LG tại MWC, rồi tiếp tục thất vọng lần thứ hai khi mà công ty đã vứt bỏ đi sự sáng tạo của riêng mình để đi theo trào lưu tai thỏ khá là tai tiếng trên chiếc G7. Và rồi thì bây giờ phải mắt tròn mắt dẹt lần thứ ba khi mà không hiểu tại vì sao LG lại có thể phát hành một chiếc V-Series quá sớm một cách bất thường như vậy. Và cuối cùng thì những gì mà LG thể hiện từ đầu năm đến nay thì rốt cuộc cũng chỉ góp phần tô đậm thêm cho một cái nhận xét duy nhất về tình hình chung của họ hiện tại. Đó là họ vẫn đang không biết phải làm gì cho hiệu quả với mảng di động của mình. Và đáng buồn thay là sự thật này vẫn đang tồn tại dai dẳng đến nhiều năm nay. LG trước đây thì luôn cố gắng nghĩ ra nhiều cái thứ mới mẻ nè, nhưng mà thất bại bởi vì chính họ cũng không biết làm sao để chiều chuộng phần đông người dùng. Và đến bây giờ khi mà LG đã chịu đi theo những cái giá trị chung của thị trường thì họ cũng không biết làm sao để biến những cái điểm mạnh của họ thành một thành công về doanh số vào những cái báo cáo tài chính để giúp cho hình ảnh của mình đi lên. Liệu LG có đang đi đúng hướng? Liệu là họ có tìm lại vinh quang xưa cũ cho bản thân? Hay là vẫn tiếp tục xa lầy tại cuộc chơi di động? Có lẽ phải chờ đến báo cáo tài chính quý tiếp theo của công ty Hàn Quốc thì chúng ta mới có được những cái nhìn rõ ràng hơn được. Còn riêng các bạn khán giả của Tới Mắt thì các bạn nghĩ như thế nào? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!